Thưa quý vị, với mong muốn đem đến cho bà con nông dân những giống ngô hoàn hảo hơn, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người nông dân, vào tháng 3 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Syngenta Việt Nam đã chính thức giới thiệu giống ngô lai đơn F1 chuyển gen NK6101BGT với bà con nông dân trồng ngô. Đến nay, sau một thời gian trồng thực tế, giống ngô này đã tạo được niềm tin cho người nông dân với những kết quả tích cực. Năm nay, gia đình bà Hóa trồng thử 5kg giống ngô NK6101BGT sau khi giống ngô này ra mắt vào tháng 3 vừa qua. Hiệu quả của giống ngô này đã chinh phục được bà Hóa khi năng suất hạt cao và việc phun thuốc trừ bệnh hại được giảm đáng kể. Vụ ngô năm nay, gia đình bà sẽ mua và trồng thêm giống ngô này. Thấy ngô thì cũng đều lắm, bắp thì đều, rồi là cây thì chắc chắn không đổ tí nào. Sang năm phải lấy thêm trồng cái ngô này nữa, nó ít sâu bệnh. Thì do bón phân giống thì cũng bón đều như là cái ngô khác thôi. Nhưng mà nó tiết kiệm hơn là cái mình không được phun sâu. Trong nương xa xôi phun sâu nhiều thì cũng thấy vất vả. Thì năm nay tôi bảo là thôi thì đỡ vất vả. Thì đây là cái giống mà nó có rất nhiều các cái ưu điểm so với các cái giống hiện tại đang bán ở trên thị trường. Thứ nhất ấy là trong cái giống này thì mình bên công ty đã xử lý cái thuốc xử lý hạt giống, tức là cái cửa rơ ấy mà mình hay xử lý vào trộn hạt trước khi trồng ấy, thì sau thì nó sẽ có một cái tác dụng là nó sẽ giảm được cái con sùng đất, sâu đất cũng như là cái sâu sáp gây hại ở cái giai đoạn cây con cũng như là các cái kiến mối ấy, thì nó giúp cho cái tỷ lệ nảy mầm của cái sản phẩm này nó khỏe hơn, đúng không? Cái thứ hai là khi nó có cái hiệu ứng cây khỏe thì sau này cây sinh trưởng phát triển khỏe ngay từ giai đoạn ban đầu thì cây nó sẽ phát triển cách đồng đều hơn. Một cái đặc tính mà nó rất phù hợp với lại cái khu vực Tây Bắc, tức là đối với cái sản phẩm này thì cái lá bi nó bao rất là kín. Chính vì vậy khi mà chúng ta để ở trên nương lâu cũng như là gặp điều kiện mưa gió thì cái sản phẩm này nó cũng sẽ không bị thối hay là mọc mầm. Và có một cái đặc điểm cuối cùng ấy, là cái sản phẩm này thì cái màu sắc hạt rất là đẹp và dạng đá. Nó như vậy thì khi chúng ta để ở trên đồng ruộng cũng như bảo quản thì nó rất ít bị mọt cũng như là hạn chế được cái việc mà mọc mầm ở trên bắp và trên đồng ruộng. Theo đại diện Syngenta Việt Nam, giống ngô này đã được nghiên cứu và đưa về thử nghiệm tại Việt Nam từ năm 2017. Trải qua hàng ngàn cuộc khảo nghiệm đánh giá NK6101BGT với công nghệ chuyển gen BGT đã chứng minh được ưu thế vượt trội, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận vào tháng 10 năm 2023. Công ty Syngenta thì có rất nhiều những các cái chương trình để hỗ trợ cho bà con nông dân. Thứ nhất là chúng tôi đã triển khai những các cái lớp tập huấn nông dân để chuyển giao cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân để hiểu hơn về cái sản phẩm cũng như là chúng ta trồng để đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất. Thứ hai là chúng tôi cũng triển khai những các cái lớp tư vấn bán hàng, hội thảo bán hàng tại các cái hệ thống đại lý để giúp cho bà con nông dân hiểu rõ hơn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai những các cái mô hình trình diễn cũng như là cho cái giống trồng thử cho bà con nông dân để bà con nông dân được tiếp cận nhiều hơn và hiểu về cái sản phẩm hơn. Thời gian sinh trưởng của giống ngô lai đơn F1 chuyển gen NK6101BGT ở khu vực miền Bắc là 110 đến 120 ngày và ở khu vực miền Nam thời gian sinh trưởng từ 100 đến 110 ngày, có thể trồng được nhiều vụ trong năm. Với ưu điểm vượt trội, giống ngô lai đơn F1 chuyển gen NK6101BGT không chỉ phòng trừ sâu đục thân hiệu quả mà năng suất hạt cũng rất cao, kỳ vọng mang lại thu nhập cao cho người nông dân.